Mình tên là Dũng, hôm nay mình đến Việt Fair để tham gia triển lãm. Thì mình có sử dụng sản phẩm, thử sản phẩm thì mình thấy nó có hiệu quả và mùi hương thơm. Nó sẽ giải quyết tình trạng mà da dầu của mình khi mà đi lâu ngày ngoài đường, đặc biệt phù hợp cho những người da dầu như mình.